Trong cái vấn đề mà ngăn ngừa để câu cúm thì một cái vấn đề quan trọng nhất là sức đề kháng. Chúng ta biết rằng ai cũng bị cúm hết, mà cúm hầu hết 99,9% tự cơ thể chúng ta đề kháng, chứ không có cái chất nào, không có cái thuốc nào chữa hết. Và chúng ta càng khỏe mạnh thì cái cơ thể mình tự diệt hết. Tuy nhiên rằng để mà tăng cường sức đề kháng thì chúng ta có nhiều biện pháp. Thứ nhất, mình phải ăn đầy đủ, chúng ta phải tập thể dục, ta ngủ đầy đủ, tăng cường cái chất vitamin C rồi, đúng không? Đó. Tuy nhiên mà nhiều lúc chúng ta do công việc, do stress, cho nhiều thứ, chúng ta phải cần một số cái chất là hỗ trợ để chúng ta tăng cường sức đề kháng. Thì tại bệnh viện thẩm mỹ Mỹ Xếp Dư, chúng tôi có một liệu trình là liệu trình tăng cường sức đề kháng, bảo vệ cơ thể mình, là sức đề kháng này chúng ta có một cái hỗn hợp vitamin. Hỗn hợp này là một hỗn hợp phức hợp khoảng 10 loại chất vitamin. Đây là một cái quy trình điều trị mà chúng tôi nhập từ từ Hoa Kỳ, Mỹ về. Thì cái phức hợp này đa phần là cái phức hợp này, các vitamin khoáng chất người ta sẽ truyền vào, pha trong nước nước biển, truyền vào cơ thể mình trong vòng 30 phút. Thì nếu chúng ta truyền cái này, giả sử một người đang bị cúm cúm thông thường, người đang rất mệt mỏi cơ thể, thì sau khi truyền cái phức hợp vitamin vô thì cơ thể mình chắc chắn sẽ rất là khỏe mạnh. Như vậy để mà tăng cường sức đề kháng thì tại bệnh viện Thẩm mỹ Xuyên Miêu, trong quá trình điều trị, trong quá trình phẫu thuật thì chúng tôi cũng có tiếp tục truyền một loại vitamin đa khoáng chất để cho tăng cường sức đề kháng, để chúng ta đừng lo sợ quá về vấn đề là corona. Thực ra vấn đề virus về cúm, thực ra thì chúng ta đừng quá lo lắng. Thực ra cúm này cúm toàn trên thế giới, cúm về lạnh mùa đông, cúm về H1N1, cúm gà, cúm như là cúm hấp, nhưng hầu hết sức đề kháng chúng ta tốt, chúng ta khỏe mạnh bình thường thì nó vượt qua hết, trừ khi những người nào có bệnh nền. Ví dụ người ta thống kê rằng là 80% người ta tử vong ở Trung Quốc là người trên 60 tuổi đó. Tức là trên 60 tuổi chúng ta có một số bệnh nền về tiểu đường, về tim mạch, về huyết áp, về gan, về phổi, những cái bệnh đó nó làm cơ thể chúng ta yếu thì virus tấn công thôi. Còn hầu hết nhiễm virus cúm thì đa phần là chúng ta tự khỏi hết. Tuy nhiên chúng ta phải phòng ngừa, chúng ta phải tăng cường sức đề kháng. Thì hôm nay thì đó là một cái chương trình đầu năm, chúng tôi cũng khuyên tất cả mọi người là dịch cúm này rất là bình thường, chỉ cần chúng ta có cách bảo vệ đúng, chúng ta cách phòng ngừa, chúng ta ăn uống, chúng ta tăng cường sức đề kháng thì chắc chắn là cái dịch cúm này không có đề về gì nghiêm trọng cả. Đến đây thì cái thời lượng dành cho chương trình Talk Drop Zoom với chủ đề về dịch cúm Corona đã hết. Một lần nữa rất là cảm ơn quý khách đã luôn luôn theo dõi chương trình Talk Drop Zoom của Bệnh viện Thẩm mỹ Chef. Quý vị có thể xem trực tiếp chương trình vào lúc 19:30 phút thứ tư hàng tuần, kênh YouTube của Bệnh viện Thẩm mỹ Chef cũng như là kênh Facebook của Bệnh viện Thẩm mỹ Chef. Xin chào và hẹn gặp lại.